Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế gì đây, tiếp tục với series đó chính là Mega Huyền Thoại nha anh em ơi. Hay là Huyền Thoại Mega, đều đọc được anh em nhé. Thì link tại như code mới nhất mình sẽ để phía dưới phần comment ha. Hôm nay lại có code mới dành cho anh em nhé. Thì trước khi vào thì mình có lập một cái kênh mới làm về GTA 5 mang tên là T Legacy ở bên này. Anh em nào thích thì có thể vào là cho lại mình một like cũng như là một lượt theo dõi, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy, T Legacy à, đam mê GTA 5 à. Chuyên làm về GTA 5 thôi anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ha. Mình có ý tưởng là sẽ làm thêm một kênh về Minecraft, một kênh về Roblox nữa. Đấy, với một kênh về game tổng hợp. Tổng cộng là 4 kênh ha. Nhưng dần dần ra sẽ triển khai ý tưởng. Cứ từ từ anh em nhá, không có gì phải vội à. Rồi, ok. Cho nhận quà rất là nhiều. Ui, nhận nhiều quà online thế. Vãi. Ấn vào đây nhá anh em, ấn vào gift code này. Chúng ta sẽ ấn vào đây để lấy cái code nhá. Code này hết hạn vào ngày mùng 3 tháng 8 à. Game này ngày nào cũng có code anh em ạ. Thật sự là tuyệt vời ha. Và khi nhập code xong thì anh em hãy đợi một xíu. Đấy. Ấn nó ghi chữ thành công là được rồi. Thì anh em sẽ vào phần thư nhá. Và chọn cái phần này cho mình. Chúng ta sẽ được khoảng 1.000 game, 5 mảnh vạn năng huyền thoại. Ngon đấy chứ nhờ. Rất là ngon, rất là ổn áp luôn đấy. Ok chưa? Cái đẩy xuôi tôi đẩy xong rồi ha. Em tôi không thể đẩy được nữa. Ưu đãi mỗi ngày, ok rồi đấy, tuyệt vời ông trời, phúc lợi thẻ tháng tiệp Pokemon cho sẽ ăn buổi buổi sáng nhá, buổi sáng rất là hợp lý. Bánh ú tôi có thể nhận thêm ở bánh ú này, tặng này, nhận tất cả này, hay nó sẽ nhận thêm cả đấu trường nữa là tổng cộng khoảng 380. Cái này mảnh rất là rẻ anh em nhá, có thể mua thoải mái cho vào trong đấu trường, anh em một ngày cố gắng đánh hết đấu trường cho mình nhá là được. Cái chuyến mình khá là thấp, lý do là mình để nó bị đánh anh em ạ, để bị ăn đánh để có thể lên được cái lực chiến cao hơn ấy, kiểu kiểu dạng như vậy. Tôi cố tình là bị ăn đánh anh em ạ. Ok nhá, cái team này thì chúng ta sẽ dễ dàng và xử lý rất là nhanh, cứ chóng gọn nhẹ thôi. Rồi xong đấy, những cái team này chưa, một ngày đánh khoảng 7 trận à 10 trận gì đấy, cái này mình vẫn chưa thể là đánh nhanh qua được nhỉ. Ê, khá khó chịu. Hồng tím 10 trận anh em ạ, tổng cộng phải là 10 trận, mỗi trận được 2 điểm ấy. Đấy à, cho gặp mà khá nhiều team yếu, rất là phù hợp với cái chiến thuật của mình anh em ạ, quá là được luôn. Và chúng ta đang đợi những con S cộng ngon để tôi dồn hết sức để lấy nó đấy, kiểu kiểu thế. Rồi em ơi, 47.000 này. Mình nghĩ là Evertal hoặc là một vài con gì đó mạnh mạnh ở trong trên top ấy. Evertal rất là khỏe. Để xem nên lấy con gì. Rayquaza cũng được ha. Nhưng có vẻ như không nhiều người dùng Rayquaza lắm đâu anh em. Ở trên này tôi thấy họ sẽ sử dụng con nước là nhiều. Con nước ít khi được vào lắm nhé. Giratina. Đấy. Đây là những cái top team à. Rayquaza. Groudon, Rayquaza, Greninja. Ok, rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào đấu trường để đánh ở bên này nhé. 42.000 đánh được. Không biết là mình đang bao nhiêu trận rồi. Tôi chẳng nhớ là tôi bao nhiêu trận này. SUS. Ok, mở trong cái này ra xem có ít ít vàng. 70.000 à, 70.000 thì nó hơi hơi quá sức cho với mình một tí xíu. 62.000 thì thì sẽ là vừa tầm và nó sẽ là hợp lý hơn. Ok, rồi. Đó, tiếp tục anh em. Rồi ok, 53.000. Mình sẽ tiếp tục và thử thách với bản thân mình ở trong cái phần này. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ quá là dễ đối với tôi thôi. Chẳng có gì là khó cả nhờ. Ấn bỏ qua nhé. Rồi mở. Vừng ơi mở ra. Đấy. Tăng hạng anh em nha. Đây. Đấy, tôi cứ để cái team thật yếu vào đánh. Ngon ngay.
bỏ qua này, chọn phần thưởng này. Đấy, hiện tại tôi đang ở bao nhiêu rồi? Ờ, 18, 16, tôi cần 2 trận nữa thôi là xong rồi. Cần 2 trận nữa thôi là tất cả mọi thứ sẽ đi đâu vào vào đấy nha anh em. Và mình có thể lấy thêm được con bọ ngựa chứ, để nâng cấp thêm cho bọ ngựa của chúng ta mạnh hơn. Bọ ngựa là một con xứng đáng để lựa chọn. Hoặc là con nước, con Greniza cũng rất là ngon ha. Greniza rất là ngon nghe. Nếu anh em muốn nâng nó thì có thể là lấy mảnh ở trong cái phần VIP ấy. Nâng cấp nó sẽ rất là ngon ha. Con Greniza anh em. Mình thấy cũng được. Rồi đấy, mình nghĩ là phần thưởng mình đã lấy được toàn bộ ở trong cái này rồi. 180 mình sẽ vào cửa hàng mình sẽ mua. Có mảnh Disto Skeeter đấy, rẻ không anh em? Thật sự rất rẻ luôn ấy. Nhờ. Ok. Mình sẽ thay cho Pokemon kia. Có lẽ mình sẽ thay. Đâu rồi? Con nào nhỉ? Skeeter. À không phải Skeeter này. Skeeter này chứ. Nâng sao thì tôi sẽ cần khoảng 2 con. À đủ rồi nè. À đủ. Đủ rồi này anh em. Nâng sao lên nào. Có lên khoảng 20.000 lực chiến anh em ạ. Tiếp tục nâng sao sẽ cần thêm khoảng 2 con nữa nhá. Rất là tuyệt vời. Khiến team mình sẽ càng ngày càng khỏe hơn. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Rồi ok, tiếp tục đến xây dựng GUI nhé. Đóng góp vào đây. Được chưa? Chúng ta sẽ tiến bộ hàng ngày từng chút một. Chúng ta có lên level nữa không? Mắc rồi, 46 ta đang mắc rồi. Mình nghĩ mình sẽ bỏ con chim mình ra này. Vậy chúng ta có rất là nhiều con S cộng ngon nè, S ngon nè. Thế này, S đầy con S ngon mà. Gyarados này, Pikachu, nâng sao. Được 2 con mà. Rồi ok anh em ơi, 2 con. Hợp lý nhỉ. Chikorita. Cho nó rộng rộng ra tí để mình có thể nâng cấp thêm dành cho Pokemon của chúng ta cho nó ngon hơn. Chúng ta còn nhiều chỗ phết đấy. Ok. Nhưng mà con S nào ngon đấy chứ. Để lấy con S nào mới được chứ. Mình có con đấy chưa? Con từ từ ạ, mình làm xong cái nhiệm vụ ấy đã nhá. Làm gì? Cho tiến bộ. Tiến bộ thì phải nâng cấp thôi, nâng cấp level thôi. Beat drill. Vãi con nào đây? Tôi chứ không chẳng biết cho con nào luôn. Một con bất kỳ là được anh em nhá. Ồ, 4 cấp là được. Không cần quan trọng con nào. Chúng ta sẽ lại mạnh lên rồi cho sẽ tiếp tục đột phá cho một cái con nào đấy á. Chắc là có đột phá cho con này đi. Tại vì tôi có thể quét được cái này rồi. Ngon luôn. Vãi. Đã bị đột phá. Nhưng mà không đủ. Không đủ cái ấy, không đột phá được. Đây. Đột phá con này nha. Kỹ năng. Mấy con này còn chưa nâng cấp mắc cái kỹ năng anh em. Được rồi, tôi nâng tạm thế. Tạm thời thế. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ vượt cái phụ bản hàng ngày. Thấy nó cũng khá là dễ dàng và nó cũng khá đơn giản. Chúng ta có cái phụ bản XP. Đây, tôi sẽ thách đấu thêm nhé. Bỏ qua này. Được rồi đấy. Đấy, mình sẽ thách đấu thêm ở đây. Bỏ qua này. Thấy chưa? Hãy nhớ điều chỉnh và đồng bộ hóa đội hình tấn công và phòng ngự cái gì đấy. Thế nó ghi thế. Ok, thách đấu ấy. Chúng ta sẽ thử thách bọn này luôn. Tấn công và phòng thủ. Butterfly. Xong rồi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ nhận kho báu. 1, 2,
3. Chúng ta sẽ rút thẻ Pokemon nào. Ok. Tôi không rút được này. Bây giờ nó đông quá rồi. 100 game. Bây giờ nó nhiều quá rồi. Trong cái hòm quá nhiều Pokemon. Quá trời quá đất Pokemon. Toàn con gì này. Quá buồn nhỉ. Toàn con vớ va vẩn này. Cái này cũng sẽ được thêm cả mảnh S nha anh em. Chăm chỉ mở ra thì cũng khá khá đấy. Mà nó rẻ. Các bản giá nó rẻ. Nó chỉ có tầm khoảng 180.000 vàng cho một cái thôi. Miễn phí thì mình phải chơi rồi. Dĩ nhiên. Ô được luôn à. S cộng. S thôi. Không thể được S cộng đâu. Trang trí đến sáng bóng à. Tôi đang có khá nhiều thứ để có thể trang trí được ở đây. Được rồi, con này lên được khoảng 20.000 lực chiến rồi. Nó khá là trâu rồi đấy. Chúng ta sẽ mua khoảng 2 ống năng lượng là đẹp. Thế thôi. Và chúng ta sẽ thử thách cái ưu tú mấy lần nhé. 3 lần. Tôi đang cố gắng đi map thường trước đã. Rồi anh em nhé. Ok. Ok chưa? Nhận quà. Còn tiếp tục còn đi map thôi. Rồi anh em ơi, xong nha. Và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.